Hãy nhìn hình ảnh này của Ronaldo mà xem. Anh ta đang làm gì thế này? Phải chăng CR7 đang muốn đi ngủ sao? Không phải. Đây là hình ảnh mà siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy không hài lòng với các đồng đội và ám chỉ rằng họ thi đấu như thể là đang những người mơ ngủ, trong khi chính anh cũng chẳng chơi mấy nổi bật. Câu chuyện đó đã khiến cho tình hình tại câu lạc bộ Al Nassr lúc này trở nên thực sự rối ren khi mối quan hệ giữa Ronaldo và các đồng đội đang dần rạn nứt, đẩy nhanh sự ra đi của một số ngôi sao đã không thể chịu đựng cái tôi quá lớn của anh. Vậy mọi chuyện cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong video này. Trước đó, anh em đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh nếu thấy video này hay. Các em cũng có thể truy cập vào trang web của 5Go để theo dõi các trận đấu của các câu lạc bộ hàng đầu lục địa già trong mùa giải mới. Cụ thể, phút 72 trận chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út tối ngày 17 tháng 8, thủ môn Bento của câu lạc bộ Al Nassr chạm bóng không tốt. Tranh thủ cơ hội, Malcolm cướp bóng ấn định chiến thắng 4-1 cho câu lạc bộ Al Hilal. Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo chắp hai tay ra hiệu với đồng đội rằng họ đã ngủ quên. Trước đó ở phút 44, chính Ronaldo đệ bóng mở tỷ số cho câu lạc bộ Al Nassr. Như với bàn của Milinkovic-Savic ở phút 55, cú đúp của Mitrovic rồi pha lập công của Malcolm, Al Hilal thắng ngược 4-1. Tan trận, Ronaldo lập tức rời khỏi sân vận động. Anh cũng không cùng đồng đội dự lễ trao giải, trong đó các thành viên câu lạc bộ Al Nassr lần lượt lên nhận huy chương cho đội về nhì. Thất bại trong trận chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út khiến Ronaldo tiếp tục trắng tay với câu lạc bộ Al Nassr tại các giải đấu chính thức. Từ khi ký hợp đồng với đội bóng Ả Rập Xê Út, anh đã về nhì Saudi Pro League 2 lần rồi, thua 2 trận bán kết và 1 trận chung kết siêu cúp Ả Rập, thua 1 trận bán kết và 1 trận chung kết King Cup, bị loại khỏi tứ kết của AFC Champions League châu Á. Danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được với câu lạc bộ Al Nassr là giải giao hữu Arab Champions Cup năm 2023. Dù trắng tay tại các giải đấu chính thức, Ronaldo vẫn đạt thành tích cá nhân cao, ghi 66 bàn trong 72 trận cho câu lạc bộ Al Nassr. Mùa trước tiền đạo người Bồ Đào Nha là vua phá lưới của Saudi Pro League với kỷ lục 35 bàn. Nhưng có lẽ Ronaldo, anh có lẽ đã quên rằng bóng đá là môn thể thao tập thể với 11 cầu thủ trên sân. Việc không tôn trọng, thậm chí là chế nhạo lại những người ở cùng chiến tuyến với mình chẳng khác nào một hành động phản bội cả. Cổ động viên đối phương tại Ả Rập Xê Út thường chế nhạo Ronaldo bằng cách hô tên Lionel Messi, nhà vô địch World Cup 2022 và là đối thủ cạnh tranh của anh khi còn chơi tại La Liga. Trận chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út vừa qua cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng CR7 đã không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía các đồng đội để xua tan đi tiếng la ó. Mùa giải trước, Sadio Mane ghi 19 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo. Anh được xem là sự kết hợp đáng gờm với Cristiano Ronaldo trên hàng công của câu lạc bộ Al Nassr. Bộ đôi này đã cùng nhau ghi 43 bàn, trung bình đạt 2,26 bàn một trận. Thế nhưng, gần đây, có thông tin cho rằng Ronaldo và Sadio Mane đang bất đồng quan điểm tại câu lạc bộ Al Nassr. Mối quan hệ của hai người đã đi xuống nghiêm trọng, đặc biệt là sau trận thua vừa rồi tại chung kết siêu cúp Ả Rập vừa qua. Cristiano Ronaldo cho rằng vấn đề của câu lạc bộ Al Nassr không phải là do huấn luyện viên Luis Castro mà là do thái độ, tinh thần và phong độ của các đồng đội. Cảm thấy tình hình không tốt, Sadio Mane đã tính rời khỏi câu lạc bộ Al Nassr ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ngay sau khi nhận thông tin này, Karim Benzema đã nhanh chóng đề xuất với ban lãnh đạo câu lạc bộ Al Ittihad vào cuộc thuyết phục Mane gia nhập đội bóng. Cựu tiền đạo Real Madrid cho rằng Sadio Mane sẽ là mảnh ghép còn thiếu của câu lạc bộ Al Ittihad, giúp đội bóng thách thức mọi danh hiệu trong tương lai. Theo tờ Daily Mail của anh, không chỉ có Sadio Mane là ngôi sao duy nhất muốn rời đi, mà dường như trung vệ Laporte cũng đã chịu hết nổi. Anh có thể sẽ giảm lương đáng kể để trở về Tây Ban Nha thi đấu với khả năng gia nhập Real Madrid. Ricky Regufe, người đại diện của Ronaldo, được giao nhiệm vụ xây dựng tập thể vô địch xung quanh tiền đạo Bồ Đào Nha tại đội bóng Ả Rập Xê Út. Nhưng ai ngờ rằng ông đã thất bại trong việc thuyết phục những ngôi sao mới tới câu lạc bộ Al Nassr và cũng đang chật vật để giữ chân những trụ cột của câu lạc bộ. Nhưng mặc kệ những cố gắng từ Ricky, chính thân chủ của ông là Cristiano Ronaldo đang làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Theo tờ báo Marca, vấn đề chính của Ronaldo là anh không chấp nhận được những lời chỉ trích tại câu lạc bộ Al Nassr, dù đã thông qua các đồng đội, huấn luyện viên trưởng Luis Castro hay giám đốc thể thao Fernando Hierro. Nhưng vấn đề đang dần trở nên nghiêm trọng hơn khi một số đồng đội ngôi sao của Ronaldo có thể rời câu lạc bộ ngay trong hè này. Song, đây không phải là lần duy nhất mà Ronaldo tự biến mình thành trò hề trên sân bóng trong thời gian thi đấu tại Ả Rập Xê Út. Khi Al Nassr thua Al Hilal 1-2 ở trận bán kết siêu cúp Ả Rập hồi tháng 4 năm 2024, tiền đạo Bồ Đào Nha phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh trỏ đối thủ. Sau đó dọa đấm trọng tài, anh còn làm động tác đưa tay ra trước vùng nhạy cảm dưới hông rồi vung vẩy liên tục về phía trước ở trận đấu gặp câu lạc bộ Al Shabab tại Saudi Pro League. Ngoài ra, Ronaldo từng vật ngã đối thủ khi tranh bóng và bị cáo buộc có cử chỉ khiếm nhã với khán giả ở trận thua Al Hilal cùng với tỷ số 0-2, hay to tiếng với thành viên ban huấn luyện về mặt sân sau trận đấu với Al Wehda hồi tháng 4 năm 2023. Đến tháng 11 cùng năm, anh quát tháo đòi thay trọng tài trong trận thắng Al Ittihad 1-0 tại King Cup. Nghe có vẻ sẽ hơi nặng nề, nhưng thật sự đối với các đội bóng vào lúc này, vì họ sở hữu một ngôi sao với cái tôi quá cao và cá tính mạnh như CR7, người cũng rất hay nhạy cảm thì cũng giống như ôm một quả bom nổ chậm vậy.
Nếu mọi thứ suôn sẻ thì sẽ không sao. Nhưng khi có điều gì đó khiến siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy không hài lòng, đặc biệt là với ban huấn luyện hoặc đồng đội, thì đó sẽ là một cơn sóng dữ dội đối với nội bộ của họ. Và đó là những hình ảnh khác hẳn với đại kình địch Lionel Messi, người ít nói hơn, hướng nội hơn, nhưng lại cực kỳ tôn trọng những người đã và đang cùng kề vai sát cánh với mình, cũng như giúp đội bóng sở hữu anh trở nên hoàn hảo hơn. Điều đó có thể thể hiện qua việc anh dù là ngôi sao số 1 của Inter Miami, Messi vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp khi tôn trọng mọi nguyên tắc của đội bóng. El Bunga khi được hỏi về ngoại lệ rằng liệu có đến sân tập muộn hơn so với các đồng đội tại Inter Miami hay không, đã nhanh chóng phủ nhận và đưa ra câu trả lời: "Không, tôi đến cùng lúc với các đồng đội từ 7 giờ sáng. Có những quy tắc và tiền phạt không thể tránh khỏi. Tôi phải làm gương cho các đồng đội, không thể vì thể trạng của bản thân mà được phép đến muộn." Tiền vệ trẻ David Ruiz cũng từng nói về tầm ảnh hưởng của nhà vô địch World Cup 2022 lên anh và tất cả các cầu thủ khác tại Inter Miami. "Messi dạy tôi phải đứng yên trên sân nhiều hơn và quan sát. Tôi thường đuổi theo bóng mọi lúc, tận dụng những khoảng trống. Nhưng Messi nói rằng cứ bình tĩnh giữ vị trí rồi bóng sẽ đến chân ở thời điểm thích hợp. Tôi đã làm theo lời khuyên và cảm thấy mình bình tĩnh hơn." Inter Miami không thắng 11 trận liên tiếp ở MLS trước khi Messi gia nhập đội bóng. Kể từ đó, siêu sao 36 tuổi ghi bàn trong cả 7 trận, giúp đội bất bại và vô địch League Cup 2023, cũng là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử 5 năm của đội. Trong lúc chờ lên nhận cúp, Messi tháo băng đội trưởng của Inter Miami ra khỏi cánh tay, rồi tiến đến gần và đeo cho DeAndre Ayerlin. Lúc trao giải, Messi cũng gọi Ayerlin lên cùng nhau nâng cúp tới vị trí các đồng đội đang chờ sẵn trên bục chiến thắng. Nếu các bạn chưa biết thì Ayerlin là hậu vệ phải 30 tuổi, gia nhập Inter Miami tháng 2 năm 2022 và không lâu sau được trao băng đội trưởng. Nhưng khi Messi gia nhập Inter Miami tháng 7 năm 2023, Ayerlin phải nhường lại vai trò thủ quân cho siêu sao 36 tuổi. Và đương nhiên, hãy nhìn vào cách mà Messi giúp nâng tầm Argentina cùng Barcelona, chúng ta có thể hiểu được sự gắn kết mà anh mang lại là lớn như thế nào. Không Messi, Barcelona hiện tại đang chìm sâu vào khủng hoảng. Đối với đội tuyển Argentina, thậm chí nhiều cầu thủ nói rằng còn có thể sẵn sàng hy sinh vì người đội trưởng của mình. Tất cả những điều đó đã cho thấy sự khác biệt giữa hai siêu sao hàng đầu thế giới này. Và đương nhiên, thật khó để có thể bênh vực cho những hành động gây chia rẽ nội bộ đến từ chính Ronaldo. Điều đó là phản tác dụng, và có lẽ anh nên nhìn sang bên phía đại kình địch của mình mà để học hỏi sự khiêm tốn